Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào cả nhà. Thì em là Thu Nhiên và hiện tại là em đang ở ấp Bình Phong của xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay là em sẽ giới thiệu cho cả nhà cùng xem một lô đất. Đất của mình thì sẽ được nằm ở bên đây nè cả nhà. Và hiện tại là sẽ có hai mặt tiền luôn, sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ hết. Với tổng diện tích là 180m², trong đó có 146m² là thổ cư nha, đường ô tô luôn. Hiện tại thì chủ đang kêu với giá là 870 triệu, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn ha. Thì cái con đường lộ nhựa này, sau đó là mình sẽ tới một cái con kinh thoát nước công cộng, rồi sẽ tới vị trí đất của mình. Nhưng mà do lâu ngày rồi cho nên là cỏ mọc khá là nhiều luôn, nên là mình sẽ không có thấy được cái mặt tiền này. Nhưng mà phía sau đất của mình á, sẽ còn thêm một cái đường mặt tiền lộ đan 3m, xe ô tô vẫn có thể đi được luôn. Thì để em sẽ giới thiệu về cái hướng đi ở đây trước, rồi em sẽ dẫn cả nhà đi qua bên cái mặt tiền phía bên kia để cho mình sẽ dễ nhìn hơn ha. Đây là một con đường lộ nhựa. Thì từ vị trí đất của mình á, cả nhà đi theo một đường thẳng khoảng 100m là mình sẽ ra tới đường Trần Thị Thơm. Rồi từ đường Trần Thị Thơm đó, nếu như mà mình rẽ phải á, là mình sẽ đi về quốc lộ 50, về ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh nha. Còn nếu như mình rẽ trái là mình sẽ đi thông về chợ gạo nha cả nhà. Đó. Thì tổng diện tích đất của mình ở trên sổ là 180m², trong đó có 146m² là thổ cư. Nếu như mà mình lấy theo cái mặt tiền kinh ở bên này á, thì mặt tiền bề ngang đất của mình là 6m7 từ vị trí cái khoảng ở đây nè. Cả nhà sẽ đo ngược qua bên này luôn. Đây, mình sẽ đo qua tới ngay chỗ vị trí ở đây nè, là mặt tiền bề ngang 6m7 và cái hậu ở cuối đất của mình ở dưới á, nở hậu là 13m4 nha. Coi như là mặt tiền kinh là 6m7, mặt tiền đường lộ đan phía sau là 13m4. Còn chiều dài vô thì cái cạnh bên này chiều dài vô là khoảng 19m3, còn chiều dài vô cái cạnh còn lại ở bên kia là tầm khoảng 17m8 nha. Đó, thì bây giờ để em sẽ đi qua bên cái đường lộ đan bên kia, em quay cho cả nhà xem nha. Đây, thì hiện tại là em đã tới bên mặt tiền đường lộ đan rồi. Đây là một con đường lộ đan, em thấy chắc cũng khoảng 3m rưỡi luôn á. Thì đường này là ô tô 7 chỗ cũng có thể đi được luôn. Và đây chính là cái miếng đất của mình nè. Nếu như mà cả nhà lấy theo cái mặt tiền kinh bên đó là 6m7. 6m7 là từ vị trí cái khoảng ở đây nè cả nhà. Đó, từ vị trí cái khoảng này là 6m7. Còn mặt tiền cái con đường lộ đan này là 13m4 nha. Đó, 13m4. Thì đất của mình á, bên kia là cái con đường công cộng, đường thoát nước công cộng có hiển thị trên sổ. Và bên này thì cũng là một cái con rạch thoát nước công cộng luôn nha. Nếu như mà chiều dài vô mình tính theo cái con rạch thoát nước công cộng này á, từ vị trí này nè, cả nhà đo ngược xuống tới cái vị trí này là khoảng 19m3. Còn chiều dài vô cái cạnh ở bên này á, từ đây nè, mình đo ngược xuống đây là chiều dài của mình khoảng 17m8 nha. Coi như tổng diện tích hết cái lô đất này luôn á, là tầm khoảng 180m², trong đó có 146m² là thổ cư ha. Có sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ hết. Và chủ đang kêu với giá là 870 triệu nha. Thì giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Cả nhà mình có muốn đi xem á, mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trân Thái nha. Em dẫn cả nhà đi xem, rồi mình sẽ gặp chính chủ thương lượng về giá cả luôn. Đó, đây chính là cái mặt tiền lộ nhựa phía trên hồi nãy em đứng đó cả nhà. Đó, đất của mình nè. Ở đây thì có kinh thoát nước sẵn rồi, cho nên là mình không có còn phải lo về cái phần đường thoát nước ha. Đó, trụ điện có đầy đủ hết luôn. Rồi, thì để bây giờ em sẽ mở định vị lên cho cả nhà cùng xem ha.
Trước tiên thì đất của mình mặt tiền sẽ được quay về hướng Tây nha cả nhà. Đây mặt tiền quay về hướng Tây ha. Đây em sẽ cho cả nhà xem cái hình đất ở trên bản đồ nè. Đây cả nhà xem nè, đây là cái con kênh thoát nước công cộng nè, mặt tiền này á, là 6m7 nè. Cái hậu ở dưới đường lộ đan này là 13m4, chiều dài vô cái cạnh này là khoảng 19m7 nha, còn cạnh này là 17m8, tổng diện tích là 180m2 miếng này ha. Mình cách đường Trần Thị Thơm trung bình chỉ có khoảng 100m thôi. Ở đây á, thì sẽ gần với như là cụm khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh nè, rồi chợ hay là trường học, ủy ban hoặc là những cái tiện ích khác luôn nha. Để em xem thử ha. Từ ở đây mà cả nhà đi lại tới ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh chỉ có 1,6 cây số thôi nha. Đây cả nhà xem nè. Đây chính là khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh, 1,6 cây số trung bình chỉ có 3 phút thôi ha. Để em xem thử coi, từ ở đây mà mình đi tới chợ nè, rồi ủy ban của xã Tân Mỹ Chánh thì mình đi tầm khoảng 2 cây số nha cả nhà. Đây thì cả nhà xem nè, đây là chợ Tân Mỹ Chánh nè, 2 cây số khoảng 5 phút. Xung quanh đây sẽ có quán ăn, quán cà phê nè, rồi quầy thuốc tây nè ha. Nó chợ nè, rồi bên này thì sẽ có trường học, có ủy ban, có khu công ty nè. Đó, rất là nhiều luôn những cái tiện ích nằm ở chỗ vị trí này luôn. Đó, trạm y tế nè, rồi tiệm tạp hóa nè, rồi bên này là có sân banh nữa nè. Đó, quán ăn, quán cà phê, bách hóa xanh, trường cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ nữa nè. Thì coi như là cả nhà đi trong bán kính khoảng 2 cây số thôi, 5 phút là sẽ tới hết tất cả những cái tiện ích xung quanh ở đây luôn ha. Đó, cả nhà nhìn nè, cái nút màu xanh xanh là cái vị trí đất của mình á, chợ Gò Cát nè, rồi sân bóng đá nè, ở đây là cụm khu công nghiệp nè, đây là chợ Tân Mỹ Chánh nè. Đó, nguyên một cái cụm ở đây luôn, mình đi khá là thuận tiện luôn ha, trung bình chỉ có khoảng 5 phút thôi nha. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà đi về tới vòng xoay quảng trường của thành phố Mỹ Tho, ngay chỗ mà khu trung tâm hành chính công á, thì trung bình cả nhà đi khoảng 4,9 cây số nha, 10 phút thôi là mình tới vòng xoay quảng trường rồi. Ở đây cũng chính là khu trung tâm hành chính công tỉnh Tiền Giang luôn. Xung quanh sẽ có khu vui chơi thiếu nhi nè, đó rồi đài phát thanh nè, nó công viên ở đây luôn, đầy đủ hết ha. Còn từ ở đây á, mà mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cả nhà đi là 67 cây số nha. Ở đây thì hiện tại là do kẹt xe cho nên nó là định vị chỉ mình đi tới khoảng 2 giờ đồng hồ mới tới. Nhưng mà đi thực tế thì tầm khoảng 1 giờ 30 phút đến 1 giờ 45 phút, khoảng 67 cây số là mình sẽ về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Đó thì đất là nằm trên mặt tiền đường ô tô luôn, sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ hết. Giá là 870 triệu nha, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video này của em nha.